Văn hóa lái xe ô tô như thế nào mới là chuẩn? Sau đây sẽ là 3 lưu ý với các anh chị em lái mới nhé. Lưu ý đầu tiên, nếu anh em đi với sếp thì chỗ ngồi phía sau bên phải thường sẽ dành cho người có chức vụ cao nhất. Chỗ ngồi phía sau bên trái là chỗ ngồi dành cho những người có chức vụ cao thứ hai hoặc là thư ký. Còn chỗ ngồi cạnh ghế lái sẽ dành cho những người còn lại. Anh nào mà comment chỗ của trà xanh, em tát luôn nóc nhà vào đấy nha. Lưu ý số 2 khi đi với gia đình hoặc là cặp đôi. Nếu là hai người thì một người lái xe và một người ngồi bên cạnh. Còn nếu trên xe có trẻ em thì nên hạn chế cho trẻ em ngồi hàng ghế trước. Hãy cho các bé ngồi hàng ghế thứ hai và thắt dây an toàn đầy đủ. Và lưu ý cuối cùng đó là không đóng cửa sập mạnh khi xuống xe. Việc đóng cửa xe quá mạnh sẽ tạo ra âm thanh lớn, có thể khiến người khác giật mình hay khó chịu. Hành động này còn làm rung lắc phương tiện hay thậm chí là giảm độ bền của cánh cửa xe. Do vậy, đóng cửa xe một cách nhẹ nhàng là một yếu tố giúp văn hóa ngồi ô tô được nâng cao. Xe mà được trang bị cửa Heat Master Door ấy, đóng cửa có mà siêu êm. Mọi người còn có lưu ý gì khác khi lái xe, hãy cùng để lại ý kiến ở bình luận phía dưới. Và em là Trường Giang đến từ Timas Việt Nam. Follow em để biết thêm nhiều mẹo hay về sử dụng xe nhé.